người trong môn nghề, ngành kinh tế có gì, cuốn sách hướng nghiệp ngành kinh tế đầu tiên của Spy Room. Nếu các bạn muốn biết ngành kinh tế có gì thì bọn mình có đặt đường link mua hàng ở dưới phần mô tả. Hãy tự tìm cho mình câu trả lời riêng nhé. Tôi đã thực sự trở thành một con robot, người quản lý của một công ty kế toán đã giải thích. Mặc dù cùng các đồng nghiệp của mình dành một lượng thời gian khổng lồ mỗi ngày ở văn phòng, cô vẫn chia sẻ. Tôi nghĩ đó là bình thường, cứ như tôi đã bị tẩy não vậy. Lúc đó bạn sẽ rơi vào một trạng thái tinh thần kiểu như là mặc cho phải liên tục chịu rất nhiều sức ép và đòi hỏi. Bạn luôn tự nói với bản thân mình rằng sẽ không sao đâu, rằng bạn sẽ được nghỉ ngơi sau đó. Chỉ là cái khoảnh khắc được nghỉ ngơi, nó không bao giờ đến. Trong suốt quá trình nghiên cứu của bản thân, tôi đã nghe rất nhiều những câu chuyện như thế này. Chúng được lặp đi lặp lại ở các công ty kế toán, công ty luật, công ty tư vấn và nhiều công ty với các công việc cổ cồn tráng khác. Tất cả chúng ta đều biết rằng thường xuyên làm việc liên tục trong thời gian dài không chỉ có hại cho sức khỏe tinh thần và thể chất, mà còn làm giảm chất lượng công việc ở mức độ nghiêm trọng. Chúng ta luôn ước là có thể thay đổi được cách làm việc của bản thân, nhưng lại thường bất lực. Làm việc nhiều, liên tục là hiện tượng phổ biến ở các công ty quản lý và chuyên nghiệp. Đây là một xu hướng mới. Trước đây, nếu bạn là một nhân viên cổ cồn trắng, bạn phải làm việc siêng năng hết sức có thể ở giai đoạn đầu của sự nghiệp để nhận được những phần thưởng xứng đáng sau này, bao gồm cả sự đảm bảo về công việc trong suốt đời và cơ hội thăng tiến đều đặn. Trong những tổ chức lớn chuyên nghiệp như công ty luật, công ty kế toán, công ty tư vấn, ngân hàng đầu tư, phần thưởng là được đưa lên vị trí cổ đông. Để lên được đó, đòi hỏi sự cạnh tranh không ngừng nghỉ. Nhưng khi bạn đã có được phần thưởng này, thì nó sẽ mãi là của bạn. Những cổ đông không chỉ được chọn làm việc ở đâu, như thế nào, mà còn có thể chọn loại công việc mà họ muốn làm. Tất nhiên, có nhiều cổ đông lâu năm chọn dành phần lớn thời gian phát triển một quan hệ doanh nghiệp ở trên sân golf. Nhưng điều đó cũng được chấp nhận bởi vì họ đã cống hiến cho tổ chức đủ rồi. Thế nhưng điều này bây giờ lại không còn đúng nữa. Một giám đốc bộ phận nhân sự ở trong một tập đoàn kế toán lớn đã nói với tôi, trưởng phòng kiểm toán thường xuyên đến văn phòng từ lúc 5 rưỡi sáng và ở lại đến tận 10 giờ đêm, ngay cả trong những ngày cuối tuần. Một cổ đông ở vị trí quản lý cũng như vậy, và họ không phải là những trường hợp hiếm. Những người còn lại ở trong công ty nhìn thấy các quản lý cấp cao làm việc như thế, họ cũng cố gắng bắt chước theo. Một nghiên cứu được đăng ở trong cuốn sách mới của tôi về khả năng lãnh đạo trong các tập đoàn chuyên nghiệp cho thấy xu hướng làm việc nhiều đến kiệt sức được tạo ra bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố phức tạp liên quan đến loại hình công việc, cơ cấu tổ chức của công ty cũng như là bản thân chúng ta. Cốt lõi của vấn đề nằm ở sự bất an. Một người trưởng phòng lâu năm trong một công ty luật thừa nhận rằng tôi đến đây và cố gắng làm việc siêng năng hết sức có thể. Tôi có cảm giác tôi đang làm tốt công việc của mình, nhưng thực tế thì lại rất khó để đo lường. Đó là bản chất của công việc chúng tôi, được ăn cả, ngã về không. Và vì bản thân chúng tôi đều là những người đầy bất an, nên lúc nào chúng tôi cũng sợ là làm chưa đủ tốt. Qua 500 cuộc phỏng vấn từng tiến hành để làm tài liệu viết sách của mình, tôi thấy được một điểm chung. Nỗi bất an của một chuyên gia đến từ bản chất không đo lường được của các công việc cần đến kiến thức của họ. Làm sao mà bạn có thể thuyết phục được khách hàng rằng bạn biết thứ gì đó đáng giá và xứng đáng với số tiền phí cao ngất ngưởng mà bạn tính cho họ? Sự bất an đến từ bản chất không đo đếm được này còn trở nên trầm trọng hơn bởi hệ thống thăng tiến theo kiểu đi lên hoặc đi ra trong các tổ chức danh tiếng. Thứ khiến bạn và đồng nghiệp trở thành những đối thủ cạnh tranh. Làm thế nào để thuyết phục sếp rằng bạn có giá trị cao hơn người đồng nghiệp ngồi sát bên cạnh? Với tâm lý như vậy, không ai có thời gian ngồi tận hưởng thành quả của mình, hay thậm chí chỉ ngồi nghỉ ngơi một chút. Vấn đề này thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn khi những công ty danh tiếng cố ý tìm và tuyển dụng những người xuất chúng bất an. Một vài công ty đã thực sự sử dụng thuật ngữ này nhưng mà không công khai. Những người xuất chúng bất an là những cá nhân có tài năng thượng hạng và cũng cực kỳ tham vọng. Những người có được động lực vì luôn cảm thấy thiếu thốn ở bên trong. Sự thiếu thốn này có thể từ tuổi thơ,
và là kết quả của nhiều yếu tố khác nhau, ví dụ như là sự thiếu thốn về tài chính hay là các mối quan hệ từ thuở nhỏ. Hoặc họ nhận thức rằng tình yêu của cha mẹ dành cho họ phụ thuộc vào việc họ biết nghe lời và đạt thành tích cao. Những nhà tuyển dụng mà tôi phỏng vấn đã kể rằng những cá nhân xuất chúng này thường bị hấp dẫn bởi các tập đoàn danh tiếng vì họ có động lực làm việc và mức độ kỷ luật bản thân cực kỳ cao. Và những công ty do đó đã cố ý rót vào tay họ như thế này: chúng tôi là công ty xuất sắc nhất ở trong lĩnh vực này, và vì bạn đã được tuyển vào làm cho chúng tôi, bạn cũng xuất sắc như chúng tôi vậy. Nhưng sau đó, khi mà đã được vào làm, thì những người xuất chúng bất an khám phá ra rằng các chính sách thăng tiến theo kiểu đi lên hoặc đi ra mạnh tay đến nỗi khiến cho cái sự bất an của họ trở nên tồi tệ hơn. Họ sợ sẽ bị lộ rằng bản thân cũng không được giỏi như mọi người nghĩ và sẽ bị đuổi việc. Trong ngắn hạn, những người xuất chúng bất an đóng góp cho công ty bằng những thành tích xuất sắc, vượt trội. Giám đốc của một tập đoàn tư vấn đã nói với tôi rằng giả thuyết của tôi đó là những người xây dựng được mối quan hệ tốt nhất với khách hàng là những người bất an, bởi vì họ quá sợ nên sẽ luôn luôn cố gắng hết sức để có thể làm hài lòng khách hàng, và họ sẵn sàng làm việc liên tục suốt một thời gian dài vì điều đó. Và khách hàng thì thường sẽ cảm nhận được sự nhiệt huyết của họ và đáp lại tình cảm đó. Xu hướng làm việc quá sức càng được củng cố thêm bởi văn hóa kiểm soát xã hội chặt chẽ đã được đặt ra bởi các tập đoàn lớn. Một mặt thì điều này đem đến sự thoải mái cho nhân viên. Một vài chuyên gia mà tôi phỏng vấn có nhắc đến công ty của họ như là một gia đình hoặc là một thứ gì đó gắn kết hơn nữa. Như một chuyên gia tư vấn đã mô tả, khi tôi mới đến đây lần đầu, tôi nghĩ chỗ này giống như một giáo phái vậy. Nhưng tới nay, sau một thời gian làm việc, thì tôi thấy nó rất tuyệt. Theo một cách cực đoan, nhu cầu được cống hiến của những người xuất chúng bất an sẽ khiến cho họ cực kỳ tuân thủ những điều lệ đặt ra và quen dần với những thói quen không lành mạnh. Điều nghịch lý ở đây là những chuyên gia tôi phỏng vấn vẫn tin rằng họ có quyền tự quyết, và nếu họ làm việc quá sức thì đó là họ muốn như vậy. Họ không đổ lỗi lên công ty bởi vì rõ ràng các công ty này đã đầu tư rất nhiều tiền vào những chiến dịch hỗ trợ việc cân bằng giữa cuộc sống và công việc cho nhân viên. Thay vào đó, họ đổ lỗi cho bản thân chưa đủ giỏi. Và đồng nghiệp của họ thì lúc nào cũng tỏ ra rất ổn, và họ coi đấy là bằng chứng cho việc bản thân còn thua kém. Họ không có những buổi nói chuyện chân thành với nhau về những vấn đề mà mình gặp phải, từ đó càng góp phần lan truyền huyền thoại về những cá nhân chuyên nghiệp bất khả chiến bại. Những hình mẫu tưởng tượng này lại càng khiến mọi người trong công ty cảm thấy họ vẫn chưa đủ chăm chỉ. Nếu gục ngã vì kiệt sức, họ nghĩ đó là lỗi của họ. Công ty cũng như là lãnh đạo thì hoàn toàn vô can. Do đó, mọi thứ cứ như vậy và chẳng có gì thay đổi cả. Và hậu quả là khi những người xuất chúng bất an này trở thành lãnh đạo của công ty, theo một cách vô thức, họ sao chép y nguyên lại hệ thống kiểm soát và văn hóa làm việc quá sức đã góp phần tạo ra con người họ. Nếu bạn là một lãnh đạo và đang tự hỏi bản thân sao càng ngày tôi lại càng làm việc chăm hơn thế này, thì hãy nhìn lại chính mình, nhìn lại tổ chức đã tạo ra bạn và nhìn lại các chính sách ở trong công ty mà chính bạn đang khuyến khích. Làm việc siêng năng rõ ràng mang lại những phần thưởng lớn và sự sảng khoái, nhưng hãy nghĩ đến cuộc sống cá nhân của bạn nữa. Hãy nhận ra khi nào bạn đã thúc đẩy bản thân và cả nhân viên của mình làm việc quá sức. Hãy học cách kéo bản thân và cả đồng nghiệp ra khỏi bờ vực của sự sụp đổ. Sự bất an có thể giúp bạn đạt được vị trí như ngày hôm nay, nhưng hãy tự hỏi xem liệu nó có hiệu quả hay không. Có phải đã đến lúc bạn cần thừa nhận rằng mình đã tới đích rồi và bắt đầu dành một chút thời gian tận hưởng thành quả của chính mình? Nếu bản thân sếp của bạn cũng là một người xuất chúng bất an, thì hãy xem sếp đã lan tỏa sự bất an đó lên con người bạn như thế nào. Họ có khiến bạn lúc nào cũng cảm thấy bản thân không đủ giỏi và không thể bắt kịp họ hay không? Làm việc không ngừng nghỉ khi bạn cần hoặc muốn, nhưng chỉ làm như vậy một cách có ý thức trong một khoảng thời gian nhất định để đạt được mục tiêu nhất định. Đừng biến nó thành cái thói quen chỉ vì bạn quên mất những cách làm việc và lối sống khác. Và hãy xem xét lại cách bạn đánh giá những người ít siêng năng hơn bạn. Có thể họ đã khám phá ra được điều gì đó mà bạn cần phải học hỏi thêm đấy. Và nếu là một nhà lãnh đạo, bạn có trách nhiệm không chỉ với công ty mà còn với cả những người làm trong đó nữa. Hãy giúp đồng nghiệp khai thác được hết tiềm năng của họ, nhưng đừng cho phép bản thân bạn phóng đại hay lợi dụng sự bất an của họ. Hơn nữa, hãy luôn nhớ rằng trách nhiệm tối cao nhất của bạn chính là chăm sóc chính mình. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này
Và đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.